Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Cũng lâu lắm rồi mới có thời gian làm clip chia sẻ. Thì cũng rất là bận các bạn, vì khách hàng réo suốt ngày. Thật ra là cũng chưa có sắp xếp được. Thì hôm nay rảnh rảnh mới làm cái clip chia sẻ với các bạn. Thì đề tài hôm nay thì như cái tiêu đề thì các bạn thấy ở trên rồi đó. Thì nhiều năm nay á, thì mình bán các sản phẩm về pedal hiệu ứng cho guitar đó. Thì hầu như là 90% khách hàng đều hỏi một cái câu hỏi như nhau, đó là có làm tiếng chưa, mua cái hộp tiếng đó, mua cái sản phẩm đó, mua cái phơ đó, mua cái effects đó là có làm tiếng chưa. Thì chỉ có 10% khách hàng người ta không hỏi thôi, còn lại là hầu như là khách hàng trẻ cũng có, khách hàng lớn tuổi cũng có. Thì cái việc mà làm tiếng thì nó cũng có rất là nhiều vấn đề để nói các bạn ha. Tuy nhiên cái clip này mình chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái cái nhìn nó rộng hơn, nó rõ ràng hơn đấy, để tránh cái việc là chúng ta mãi mãi lệ thuộc vào cái chuyện làm tiếng bởi một ai đó khác mà không phải là chính mình đấy. Thì trước tiên là mình phải hiểu là làm tiếng là gì, bộ tiếng là gì. Thì thật ra thì làm tiếng có nghĩa là cái cách mà chúng ta cân chỉnh cái âm thanh đó, cân chỉnh các cái tiếng đàn như vừa rồi mình chơi đó. Thì mình có chơi qua hai cái tone khác nhau đó. Thì thật ra làm tiếng có nghĩa là chúng ta cân chỉnh cái tone đàn làm sao cho nó hay nhất đối với mình, ít nhất là đối với bản thân mình thấy nó hay nhất, nó phù hợp nhất và nó mình cảm thấy mình hài lòng nhất đấy. Thì cách đây hơn 15 năm, mình lúc đó các cái sản phẩm mà được du nhập vào Việt Nam nhiều như là Zoom rồi Digitech Lysic hoặc là Boss của Roland á, thì mình cũng đã từng trải qua cái thời gian gọi là đi tìm các cái preset, đi tìm các cái patch, hay nói cách khác là các cái tiếng của người khác làm, nhất là cái cộng đồng ở nước ngoài người ta chơi nhiều, chứ còn Việt Nam thì cũng chẳng có bao nhiêu cả. Đấy thì gần như là mình nhận được là một cái sự thất vọng. Tại sao lại thất vọng? Bởi vì là các cái tiếng mà mình lấy về á, các cái thông số mình lấy về mình cài đặt á, thì hầu như là không sử dụng được, không hề sử dụng được. Mặc dù là cái mô tả của các cái người chơi, người ta mô tả rất là hấp dẫn, nào là tiếng super lead, tiếng solo hay là hay, tiếng clean đẹp ơi là đẹp vân vân các kiểu, nhưng hầu như là mình không sử dụng được. Đấy, thì trải qua cái quá trình mình nghiên cứu cũng như là mình trải nghiệm ấy, thì mình mới sau này mình mới hiểu ra là một cái điều là thật ra nó không sử dụng được cũng là bình thường thôi các bạn. Bởi vì cái người làm ra cái tiếng đó, người ta sử dụng cái cây đàn khác, gỗ khác, có thể là pickup khác, rồi dây đàn khác, rồi cái cách chơi khác, rồi cái lỗ tai người ta cũng khác, cái gu của người ta cũng khác. Cho nên người ta tạo ra cái tiếng đó theo cái thẩm mỹ của người ta. Và khi mình lấy về thì năm ăn năm thua, có thể mình thấy nó ok, nhưng cũng có khả năng là mình thấy nó không có hài lòng. Đấy, thì do đó khi mình bán các cái sản phẩm mà khách hàng hỏi là có làm tiếng chưa, thì thật ra cái bộ tiếng làm để mình hỗ trợ cho khách nó chỉ là mang tính chất tương đối thôi nha các bạn. Đấy, thậm chí mình thấy có những tiếng có thể là khi qua một cái cây đàn khác là nó sẽ khác. Thì mình thường hỏi khách hàng là anh xài đàn gì và anh chơi dòng nhạc gì đấy, hoặc là anh đánh đám cưới hay là anh đánh nhạc rock hay là chơi cái gì đó, để có các cái tiếng nó tương đối, nó phù hợp. Vẫn chỉ là tương đối thôi nha các bạn, chứ không thể nào là tuyệt đối được. Thì mình chắc chắn một điều là không có một cái bộ tiếng nào là chuẩn. Có một số nơi người ta bán, người ta nói là người ta tặng bộ tiếng chuẩn, hoặc là có một số cái ông trên mạng bán các cái sản phẩm thì nói là có bộ tiếng chuẩn, về là chỉ có quất thôi, cầm đi là quất thôi, lên sân khấu quất, khỏi cần làm gì hết. Thì cái đó là các bạn thua nha các bạn, không bao giờ có một cái bộ tiếng nào gọi là bộ tiếng chuẩn cả. Bởi vì là như mình nói lúc nãy đó, người ta sử dụng thiết bị khác, đàn khác, kết quả ra chắc chắn sẽ khác, âm ly cũng khác. Đấy, do đó cái bộ tiếng mà khi các bạn
yêu cầu các cái cửa hàng bán thì chỉ là mang tính chất tương đối và mang tính chất để tham khảo thôi nha các bạn nhé. Nó không có một cái bộ tiếng nào là chuẩn cả, các bạn đừng bao giờ mong chờ một cái bộ tiếng chuẩn cho mình. Đấy, thì qua đó mới thấy rằng là các bạn nên nghiên cứu, các bạn nên học cái cách sử dụng cái sản phẩm mà các bạn mua, cái hiệu ứng mà các bạn đang có. Bây giờ trên mạng các cái hướng dẫn sử dụng nó đầy ra, nó hoàn toàn là miễn phí. Đấy, thì mình chỉ chia sẻ là giả sử như đối với các cái anh mà lớn tuổi, giả sử như mình có thoáng có thể trên 40 hoặc là trên 50, mình không còn khả năng mình đọc được cái ngôn ngữ tiếng Anh, mình không có hiểu, thì mình có thể mình nhờ anh em, bạn bè, người ta biết và người ta sẽ giúp cho mình cái cách để mình thao tác chỉnh. Cái thao tác chỉnh và cái sự hiểu biết cái sản phẩm, cái đó mới quan trọng, chứ không phải là chúng ta đi lấy cái bộ tiếng của ông này, ông nọ, ông kia về bỏ vô rồi chúng ta tự tin rằng chúng ta có một cái tiếng đàn tuyệt vời. Không phải các bạn ha. Kể cả là các bạn có sở hữu cái tiếng đàn các bạn ưng ý nhất, các bạn cảm thấy hài lòng nhất đối với các bạn, nhưng đối với người khác thì nó là chưa chắc. Đấy, ví dụ như tôi làm ra cái tiếng tôi chơi với ban nhạc của tôi thì nó là tốt nhất đối với tôi mà thôi, chứ còn đối với người khác thì có thể nó không có làm cái gì cả. Đấy, thì quan trọng nhất vẫn là các bạn phải hiểu cái hiệu ứng guitar, các bạn phải biết cái sản phẩm mình đang sử dụng là gì và phải học cái cách cân chỉnh. Chứ đừng bao giờ đi mua các cái bộ tiếng rồi tự tin là mình có cái bộ tiếng. Thì mình ở đây mình nhận rất là nhiều cuộc gọi từ các cái tỉnh thành ở thành phố cũng có, là em mua ở Buôn Mê Thuột, em mua ở Đắk Lắk rồi ở đâu đó, rồi mà cái ông cài ông cũng cài đó, rồi thậm chí là phải trả tiền luôn á, nhưng mà rồi đánh không được. Đấy, thì mình mới nói là đó là do mình không chịu học cái cách sử dụng. Và rõ ràng một điều là không có cái bộ tiếng nào là chuẩn cả các bạn ha. Giả sử một ông đánh đám cưới, rồi ông đánh nhạc rock, thì chắc chắn là cái bộ tiếng, các cái tiếng sử dụng nó chắc chắn nó phải có sự khác nhau, chứ không thể nào mà nó giống nhau được. Đấy. Và một điều buồn cười nữa rằng là chả lẽ là mua một cái sản phẩm là cài tiếng chưa thì mình ngầm hiểu là ủa ông nào cũng xài như ông nào, ủa ông nào cũng chơi nhạc như ông nào hay sao mà phải xài chung cái bộ tiếng giống nhau. Đấy, thì nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Đấy, thì các bạn nên nghiên cứu các cái sản phẩm mà mình có. Đấy, các cái hướng dẫn sử dụng, các cái định nghĩa về hiệu ứng. Đấy, các bạn phải tìm hiểu cái đó thì các bạn mới có thể chủ động được trong cái việc là làm cái tiếng cho chính mình. Giả sử mình nói đi ra sân khấu diễn mà cái tiếng của mình nó mỏng quá, nó dày quá, mà chẳng lẽ mình lại không biết cân chỉnh, hoặc là nó lớn quá, nó nhỏ quá so với cái đàn bass, so với ca sĩ, so với trống, thì chẳng lẽ là mình không biết điều chỉnh, chẳng lẽ mình lệ thuộc hoàn toàn vào cái bộ tiếng nào đó, ABC nào đó mà mình đi diễn liền, thì cái đó là chỉ có thua thôi nha các bạn, chắc chắn là thua tan tác luôn. Đấy, đấy thì qua cái clip này mình hy vọng rằng các bạn cũng như anh em là hiểu rõ ràng một cách sáng tỏ về bộ tiếng, về làm tiếng đó. Thì nó chỉ có như vậy thôi. Giả sử mình nói một cái tiếng clean, giả sử có người thì người ta thích cái tiếng đơn giản. Ví dụ người ta thích cái tiếng như vậy, nhưng có người thì người ta thích cái tiếng nó phải hơi long lanh. Ví dụ như vậy, hoặc là tiếng solo đi. Làm sao biết được mình thích cái gu nào, để mình thích cái chất tiếng solo kiểu như thế nào, mình phải tự mình làm cho mình thôi. Ví dụ giả sử cái tiếng solo thứ nhất nó cái tiếng thứ nhất nó như vậy, còn cái ông thứ hai ông lại thích cái tiếng này hơn. Tiếng thứ nhất này. Thứ hai, tiếng thứ nhất này. Như vậy
đó, các bạn thích cái tiếng nào đấy, thì giữa hai tiếng đó chả có tiếng nào là chuẩn nhất cả. Chỉ có một cái tiếng là các bạn thấy thích hơn, các bạn không thích hơn, hoặc là cái tiếng đó nó phù hợp hơn với cái ban nhạc các bạn đang chơi, nó phù hợp với cái âm thanh của cả cái ban nhạc hoặc là cái dòng nhạc các bạn đang chơi ấy, thì sẽ có những cái sự khác nhau đó. Và các bạn phải ý thức được rằng là mình thích cái tiếng nào hơn, và chỉ cần các bạn thích cái tiếng đó hơn là được rồi đó, và nó tốt nhất đối với mình là ok, chứ không phải là cái tiếng của cái ông A ông B ông C mà nó làm cho các bạn, thì cái đó thua, kể cả người nước ngoài làm cũng thua nha các bạn. Đấy, rất là khó sử dụng, bởi vì mình về mình đưa vô cái đàn của mình các cái thông số về âm thanh ở cái nguồn vào nó khác, cái pickup nó đã khác, gỗ nó khác, cách chơi, cách đánh khác, nó khác rất là nhiều. Do đó các bạn hãy nghĩ rằng các cái bộ tiếng đó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, không thể nào mà dùng tuyệt đối, dùng một cách gọi là không có suy nghĩ gì cả mà cứ mua về bỏ vô xài, tin tưởng là mình cái tiếng mình là ok, thì nó chắc chắn các bạn có dùng sản phẩm gì đi nữa cũng cảm thấy nó dở. Dù các bạn có xài Boss GT100 hay là GT1000, thậm chí các bạn xài hàng xịn lên cả như là Fractal hay là Camper gì nữa, thì nó cũng là một cái âm thanh rất là tồi tệ nếu mà mình không biết cân chỉnh. Đấy, thì hy vọng rằng các bạn đã hiểu hơn về các cái việc làm tiếng, bộ tiếng ha các bạn ha. Tốt nhất vẫn là tự mình làm cho chính mình. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip chia sẻ kỳ sau ha. Nếu các bạn nào có thắc mắc hoặc là các bạn nào đã từng mua các cái bộ tiếng rồi mà về mà không hài lòng á, các bạn có thể chia sẻ bên dưới để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn và có thể giúp các bạn cải thiện cái tiếng đàn. Đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nha các bạn nha. Chào các bạn.